Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Kaka. Mở video trước mình có giới thiệu một sản phẩm robot mà nó giống robot Vector 69,96% ấy. Trong video này mình sẽ giới thiệu một loại robot Iron Man. Theo kiểu Iron Man nhảy nhót các kiểu ấy, đồ chơi người sắt nhảy có đèn led và phát nhạc 87.000 cả ship. Anh em thấy rẻ không? Quá rẻ. Đó, đàn hero. Vâng, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video này nhá. Ai muốn mua cứ xuống dưới video có link mua ngay. Ai đam mê, ai là thần tượng người sắt Iron Man thì không thể bỏ lỡ sản phẩm này, mình cam đoan. Tại vì mình sẽ show cho anh em nó hay như thế nào. Có đèn là 1 này, còn tiếng là 2 này, để nhót là 3 này. Đó, hình Iron Man người sắt, superhero siêu nhân anh hùng, đàn hero, anh hùng nhảy nhót. Show đi tay 1, đi tay 2, đi 3. Có đèn mắt này, đèn tay này, thân này và mặt, nhìn thấy mặt luôn. Lại còn scan for demo, quét QR để xem nó nhảy như nào ấy. Rồi thôi khỏi, anh em cứ theo dõi video này là biết ngay nó nhảy như nào mà. Mua sản phẩm này tặng quá tuyệt vời luôn, vừa rẻ lại vừa đảm bảo anh thích. Sử dụng 3 viên pin hơi tốn đấy. Công tắc bật đây, vân mây mây cảnh báo cho trẻ em trên 3 tuổi. Hầu như đồ chơi nặng cũng cho trẻ em trên 3 tuổi sao nhỉ. Rồi bây giờ mở ra xem. Úi trời ơi, điệu vãi cháy luôn ạ. Trông như gầy, đồng bóng ấy. Đấy, bảo cái quý lông anh em. To phết chứ đùa, không nhỏ đâu anh em. Đây, gần 20cm nhá, chiều dài nhá. Thấy chưa, và chiều ngang của nó này, to vãi. Cái đầu của nó to hơn cái nắm đấm của mình à. To phải gấp 1,2, 1,3 rồi đấy. Nhựa nha anh em. Đó, nhựa là anh em thấy được. Người sắt thì anh em đều biết hình dáng như thế nào rồi. Đầu về mặt nạ vàng này. Xung quanh thân thì màu đỏ này. Ở đây thì có một chỗ vàng nhé, vàng thật luôn nhá. Mở lên đây. Mở lên thì sẽ có mặt. Đấy. Đó. Úi dồi ôi, mở phải biết cách nha anh em. Trong có con ốc, mình cứ tưởng là camera. Đấy, mặt của Iron Man. Đấy, trong này cũng là nhựa thôi. Mở phải biết cách nhá. Đấy. Chúng ta sẽ gạt lên và ấn vào trong. Đấy, ấn vào. Như này. Đó, chứ phải một phát bậy lên là phải gãy luôn ấy. Đùa. Bây giờ cho pin vào test thử. Chỗ này là đèn thôi. Bấm đằng sau mà, đây công tắc của nó đây. On off. Lightning. Ở giữa là lightning này. Có cả đèn à, kiểu đèn ngủ à. Chỗ này thì có cái ốc. Để chúng ta vặn ra, đút pin vào. Ok. Đây nghe, 3 viên pin tiểu nhá, 1,5V A. Đấy, hỏi pin đũa đâu. Pin đũa sẽ là A. Đó. Pin tiểu là A. Pin đũa là A. Thank you.
đèn đây, đây là chế độ đèn. Đó, lighting, vâng, chỉ bật đèn không thôi. Vâng, làm đèn ngủ cũng được. Đó, đẹp phết, tắt liền. Tắt này, bật đèn này, tắt, bật. Rồi, sau khi mình bật, chỉnh lại cái này ạ. Cho em nó nhảy khoảng gần 1 phút thì mình đánh giá con này. Phải nói là anh em không mua hơi phí. Đặc biệt là nếu mà trong sinh nhật em trai, em gái hay là sinh nhật cháu trai hay là anh em họ hàng trong gia đình gì đấy, không nên bỏ qua sản phẩm này. Dưới 100.000 mà nó nhảy phải gọi là mắc hay luôn. Để theo nha, đổ khó cực kỳ nhá. Mình chưa thấy nó đổ nó ngã như này đấy. Căn bản là cái chân của nó to này, cái chân nó rất to nên cực kỳ khó bị đổ. Đấy, rẻ này, to này, có đèn này, nhảy nhót hay này, thú vị, khá là nhiều tính năng hay ho cho con ạ. Rồi đoạn cuối video thì mình sẽ bật cho nó nhảy từ đầu đến cuối cho anh em xem nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Anh em nhớ xem đoạn cuối video xem nó nhảy như nào nhé. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video này nhé. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm người sắt Iron Man nhảy nhót điên cuồng. Các bạn đã thấy video, hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye.